Chắc không kịp quá. Rồi, Linh xin chào quý cô chú anh chị. Thì hồi sáng thì quay cảnh mà người ta thuốc cá đó chỉ quăng được có hai chài thôi, nên là giờ tự nhiên ông chú ông nói ông sung rồi, giờ ông đi bỏ mồi những cái bến khác anh em. Rồi ông chuẩn bị quăng nè. Ngay chỗ này thì nó cạn lắm anh em, cái chài này khoảng 1-2 con à. Giờ hai chú cháu chài thử mà mấy cái đường khác đó, có cá không, chứ hồi sáng là bị tao thuốc rồi, thất thu rồi. Sao rồi? Ê, ê, có cá, có cá, có cá. Ê, có cá lên nha. Vì là đường này họ không có thuốc rồi. Cạn quá. Cạn quá. Ê, có con chài nha. Theo giống như chài kìa. Có. Hả? Hả? Ngoài hả? Đó. Cá lên. Cá cóc. Cóc. Cái nhập đép mà không đòi cá linh. Hả? À, mày rảnh, mày Vinh. Ý, có mày ơi. Hả? Đó. Rồi đó có mà đó. Nhỏ. Rồi, rồi dướng cây rồi. Vậy là có đường nó bị có đường kinh đó không chú ơi? Nó thố có đường kinh đó không à? Này bỏ mấy bến chú? 7-8 bến rồi. Rồi ra luôn rồi. 7-8 bến gì đó. 7-8 bến mà nãy hết hai bến. Xong. Hai bến lục bình rồi. Rồi vô cây luôn rồi lên đây. Hả? Hết luôn rồi. Ôi. Rửa luôn cái chạy rồi lỡ rồi rửa cái luôn. Ừ. Kéo của anh chị nó sẽ tống chì á. Nên là nó ra. Thất bại rồi. Trời đầu tiên được mấy con? Mới đầu tiên luôn hả? Ờ, mới đầu tiên luôn. Có mấy con rồi chú ơi? Ba con. Ba con hay coi thấy nay nó bốn con. Đây bốn con rồi. Này không là bốn con rồi kìa. Ừ, bốn con. Này đâu đây nữa ha. Sao bữa nào cũng quăng đâu mà sao kỳ chú Lực. Cái đó đụng mà đĩa cái rau không đó. Thôi vậy tới trời sao đây anh em ơi, trời này có bốn con. Ý đâu bốn mày. Bốn hả? Vậy. Tao thấy năm rồi đó. Đâu? Đâu đếm ngay. Bốn con. Đây hai. Hai đây, hai. Ba con này. Ờ năm con, năm con. Mình đếm lộ anh em ơi. Thì nói chào chưa ta? Chưa rồi. Lát thì chạy chạy sao đi chào. Đây. Ok. Quý vị ơi, mới đi sơ hở có cái lỏng quăng rồi. Cũng có chút đỉnh nè. Rồi được rồi. Ê nhiều nhiều nè. Bổ. Không, có lý, có lý, có lý. Cũng bổ mà. Có lý, có lý. Ủa, tưởng không có chứ, càng nhách theo nè. Linh, nãy Linh thấy cái cùi xị đẹp trời quá, Linh lũi vô trong. Lại tới đây, ông không đợi. Ông quăng rồi. Ôi, vòng, có lý, có lý, có lý, có lý. Có lý. Vậy là cái đường này không có thuốc. Ừ, mà cái đường này, ông bỏ có mấy bến mà. Đường này 4 bến. 4 bến hả? Ừ, có lý, có lý. 4 bến đủ ăn rồi. Ừ, qua đây, qua đây. Nó đây nghe nó đó. Gì con đôi gì nữa. Ôi. Giữ gà Linh. Ừ. Tao nói ít không chứ. Trời ơi. Ồ, không, đúng là hay không bằng hên. Linh chạy lại không kịp, không có quay được cái cảnh ông quăng nha cô bác anh chị. Ôi, nãy giờ hình như là chưa chào. Giờ kính chào quý vị nha, tại vì cái này hồi sáng đi đụng mấy ông cửa ngục thất bại rồi. Giờ cho nên bài keo khác. Linh cũng bất ngờ luôn anh em, ông điện. Ông nói tiếp tục lên ơi. Tới nơi sáng không tản hay gì. Ông nào đi đường khác biết đâu. Không lẽ đường nào nó cũng làm. Rồi vậy sáng lỗ tiền xăng với lỗ tiền mồi rồi, giờ mình phải lấy lại chứ. Rồi vậy. Mà đều nói vậy chứ không biết lấy lại được không đây nữa nè. Cô xây nãy lớn chút. Lớn không? Lớn. Có kẹo không? À, loại không hết. Lớn nhưng mà phải im, phải có kẹo. Ừ. Được. Không thì vô mày gác đi. Ừ. Mà có ai bơm bụng không ơi? Bơm tổng á. Bụng không bơm cát. Cứ bụng. Bụng không à, bơm mới bơm luôn á. Kiểu như người ta đìa cá người ta đó. Cứ bơm vô đó. Lội xình không, lội vô có chút xíu.
hôi đi ra luôn. Hôi trần nha. Nó là lâu tàu bơm chứ đâu phải. Này có lý anh em ơi. Cá không trọng trọng không ha. Mong rằng là tại sao là nhiều hơn nhà này nè. Tại sao là bắt đầu ngay quốc ngay cây sợp. Cây sợp đâu ta? Cây sợp rồi cái lên ngay cây cầu. Rồi giờ chứ ngay chỗ hai cái bụi sậy hai bên không có hả? Không. Trời. Cạn quá. Ủa vậy? Cạn đâu? Cạn nhưng mà nghe đó ngon. Hôm nay vậy. Chưa có lần nào trúng mánh hết rồi. Phải không? Ừ. Bữa nay trúng mánh nó bị thuốc. Nó thuốc trên kia thì nó dội cái đó chứ đâu. Linh không lụm luôn em lắc không biết sao nè, không biết ổng có chửi Linh không nữa nè. Ủa là ó rồi chụp đỉnh chứ có chửi gì đâu. Rồi. Cái này tại cạn quá không có sao bự. Rồi cạn này chỉ thôi. Được. Ê, ngon nha anh em. Hồi chài nào cũng vậy thì cũng ngon vậy. Đó. Đâu cần khủng hoảng kinh tế. Chài nào cũng vậy, chục chài đủ rồi. Bởi vậy. Trời nắng lên em ơi, quá nắng luôn nè. Thôi giờ tới chài tới sao nha. Đống nào đống nấy nóng lạnh luôn không? Cái nào quất vô cá mà mấy bánh cạn này dễ gì có. Trời ơi, bánh cạn đừng mong cá bự không ơi. Xa ra có người đẹp đang giặt đồ bánh rồi. Quá ngon luôn. Trời ơi, chú lực đó, nó lên 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 quá trời luôn. Ôi quá trời luôn. Quá trời luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Quá trời luôn. Trời ơi. Trời ơi, nó bay con. Là mưa nữa mà cha. Đúng ngay vậy cái Linh. Hồi nãy em cá liền ngon quá ta. Tại hai con chuông chỗ gì vậy Linh? Hai con cá gì vậy Linh? Biết rồi nè. Đó. Không biết. Rồi ra. Ok. Rồi gửi cái Linh ông nội ơi. Cái này mà 3 phân 2 gửi thôi. Hai gửi cá là không thấy cá chài luôn á chú Lực. Ôi, cạn quá, cạn luôn rồi. Bê tinh kia thuốc nó dọn này gõ ràng ha. Đất luôn thấy không? Thấy thật thật thật. Chà qua đây nó hơi tối nha anh em. Hả? Tay ngược tới lại đi. Quá trời luôn kìa. Ừ, gác không là thua luôn á. Gác không nó ra hết trơn rồi. Khỏi giặt nha. Hả? Không giặt thì sao vũ nổi mày? Chứ bây giờ là cá nó đâu có dư tụng. Bị gác quá nè. Ra nữa rồi. Quá trời bụng luôn em ơi. Ngang vũ bả gạt. Đây đây ừ. Quá trời luôn mà. Trời ơi. Mời gác không. Nhiều quá nhiều luôn mời gác không anh em ơi. Cô bác anh chị nói xem chài với ngán rồi. Chứ giờ nghề mưu sinh của hai đứa cháu về sao giờ cô bác anh chị. Ví dụ như cô bác anh chị nào mà có ngán xem á. Ê dính này. Ví dụ như cô bác anh chị nào mà ngán xem chài á lâu lâu quay lại xem ủng hộ Linh nha. Chứ nghề mưu sinh của hai đứa cháu á, nên là hai đứa cháu quay lại rồi chia sẻ lại cho cô bác anh chị xem thôi à. Thì nhớ cho Linh một like nha. Là một lượt thích đó cô bác anh chị. Rồi bươi đống gác ra coi. Đây, thành quả đống gác nha anh em. Cái đống gác là thằng kiếm luôn rồi, tao vui luôn rồi. Dưới cái bóng có con chú ơi. Lần nào chạy cũng đống vậy đó.
con nói là khủng khủng hoảng ở dưới. Bây giờ chiều chiều á rảnh tắm á, chú tắm á chạy ra hút lên thì nghe cho cái cây xanh mà cây xanh nè anh em, cây xanh này thâm niên luôn. Cây sạp chứ sạp bự lắm, tán bự lắm. Chắc nãy cái cây sạp muốn vàng cái nữa nói vậy rồi lát ra nghe trầu cầu đó không sợ lục bình á. Ra luôn đi, ra đi, nếu không lục bình thì quăng bình tôi lỡ nó thôi kìa. Qua đi lụm cá nè, lụm rồi được mấy con, chục con không mấy con ơi, ui chục con rồi đó. Cá vậy nó đang lùi luôn thấy đường luôn, mò đi mò cá đỏ. Cái mặt mày không còn gì luôn, không mò cá nè, mò cá trên cạn. Giật sinh nè, hơi ảo giật sinh nè anh em ơi. Rồi ơi ừ, nó làm dữ lắm chứ không ngại cá linh không anh em ơi, nó ra hết trơn rồi. Đây hình như đây 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 con được 15 con rồi chú ơi. Rồi tới chạy theo coi ra ngay chỗ đầu cầu đó anh em, coi có quăng được không nha. Chắc nãy thấy lục bình nó trôi quá không biết sao rồi, lát cái đó quăng được thì liền quay lại. Gớt luôn. Cái này mà đi thất bại là chiều nay tao đình ba cỏ lại nữa, tao đi đồng dưới. Bữa nào cũng phải thu vô như đó mới được. Trời ơi. Thôi tao dừng đi anh em ơi. Nghe không nào, ông nói ớn quá. Bây giờ hai đứa cháu ra cái đầu cầu này. Xem có cơ hội không anh em ơi. Có trùm cái lỗ này được không? Tại với ngoài mọi người kia lỗ này. Cá nhiều rồi sao vậy? Đợi rồi đợi không? Đợi có chỗ nào trống trống không quăng đại chứ sao vậy? Tôi cháu Linh ngay chỗ ngang 5 rồi. Ngay chỗ này gọi là ngã 5000 nha anh em. Ở chỗ này là mấy xã ta? Hai xã. Ba xã giáp chỗ này nè. Hai xã chứ ba xã gì? Bên mày Nhân Ninh, bên đây Tân Hòa, đây Tân Bình. Anh em. Ngay chỗ Linh đứng là ba xã nha anh em. Ba xã giáp. Ba xã giáp. Trời ơi, cái lỗ đó rồi bỏ được không? Đây. Bắt leo lại đi. Cứ ăn được chứ được. Một con cũng được nữa. Cũng vui nữa. Bỏ không được nữa. Lẹ đi, nhiều khi nó cơ hội nó đổi thay. Bắt sẵn để đây đi, với nó thấp vô. Phải quăng lúc ngoài đó đó mới được. Thầy lụm đi, lụm luôn. Lụm luôn. Không nó nhiều. Rồi, cứ hỏi kìa. Cứ hỏi kìa. Gì? Như bên đây nó trồng đá không? Nè. Tại nó nhỏ quá mày. Ăn không có luôn rồi. Đây nè. Quăng một chút về sao dính cái đó. Dính không? Dính liền, bảo đảm luôn. Không dính nói rồi. Quăng. Cơ hội không có. Được. Không được. Rồi luôn rồi, qua luôn rồi, cơ hội qua luôn rồi. Ngồi chơi đi. Rồi ngồi chơi nha anh em. Không ai thì về luôn chứ. Rồi sao? Rồi đi chứ sao? Rồi đi anh em ơi, ngồi chờ nãy giờ không được rồi. Đây nè. Cứ nếu qua gì nữa coi sao. Nó nói dây hoài vậy nè, tôi xuống hoài luôn. Ôi đi rồi rảnh nè. Rồi tao cần bánh năm chung cái đi trả lại bánh à, bánh cháo. Ok bánh cháo xong rồi cái tở lợi quán của bình bến của chín cháo. Ok giờ xong không? Xong rồi tở lợi ba bến đường này đi xuống mà mấy mình đó trời. Sao vậy tùm lum đó hả? Lực này mình làm sao? Lực quá. Ông tin lực mà mấy có lực mới được chứ. Trời ơi quá hay. Chưa được, vậy chưa đã con máy nó ngon. Quá hay rồi vậy rồi nữa. Quá ngon rồi anh em ơi. Dính
đất cái nặng quá mà không muốn nổi luôn. Bây giờ em đứng ngay chỗ trạc đá nữa, nó hơi ớn ớn cái giò. Em ngót bấm cái giò tới bà luôn. Rồi ghê lên. Từ từ. Nhắm phía dưới á. Ừ. Hey. Sao? Phải không nghe tung cái nè, hay là dính đất không biết nữa. Nữa. Trời quá, ngọt quá. Đó, một con rồi đó. Phải tin tưởng. Đó, rồi ra luôn rồi. Ra luôn. Dính bóng 2 chú cháu rồi. Ghê trời. Cơ khoảng 20 con đó chú ơi. Còn đi sơ sơ không là 15 con rồi. Ừ. Nhiều. Cô lấy. Tại con cái là nó không có giật. Ê, nhiều chú ơi. Sao mà càng ngày càng đẻ nhiều vậy? Nè. Thật chú bố. Ừ nè. Anh em. Không hiểu nói luôn. Lần quần nhiều mà không hay thế không? Trời, cố gắng. Ngủ ta. Nó dính cái đống mình không hay. Ừ. Nó đã không? Chứ là cá nhỏ nó không tung á. Bởi vậy? Nghe im ghê. Thiệt tình chứ. Rồi, giờ lụm anh em ơi. Cái này sạch sẽ nè, lên lụm nè. Cái nào sạch sẽ thì nó lụm nữa, cái nào bày hay thì nó để tôi. Bây giờ tới mãi quên lụm vừa lụm vừa đếm nè, thế có 20 con không này nè, ốc đắng này nè, bự ghê không? Đó hơn nhiều quất cái bến ông Sáu kéo không nổi rồi sao đó. Bến nó nhiều khi lâu lâu nó cũng có cá trôi nhiều đó. Ừ này cũng có lý cho bao à. Rồi dài dài dưới có tống không mà có mình quăng nè. Ừ có ừ. Bên không có lên bến ông Sáu cái rồi mình đang đẩy cái gì vậy, kéo lên không nổi bây giờ nè. Thời gian quăng sớm quá. Nữa xong rồi. Bình tĩnh. Trời ơi được. Hết lực rồi. Trại này mà tao quăng 6,5 kg vừa lắm. Ừ. Rưỡi là quăng thẳng xuống á. Ủa 5,5 kg với lộn. Này 6 kg rồi, quăng hơi đuối rồi. Không có, không đòi thêm nửa ký nữa nè. Sao? Nghe rè vậy nè. Bữa này sâu đã quá, tại sao không có cá bự? Trời, có khi này vô cái xấu không? Bữa này sâu mà không có cá chép luôn chứ. Ừ. Đã ghê luôn. Mà lâu lâu nó trúng chài nha. Kỳ vậy, ta cũng biết lý do gì.
mình biết đâu ngứa. Màu trúng biết chặt. Ngứa đầu gái chứ. Nước đục quá nè. Rồi ra rồi. Ê, 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 có. Chưa vô tùng. Thương quá ta. Không có chỉ vô tùng đâu. Trời ơi, lồi vô nó. Chà nữa lên. Chở chì luôn rồi nè. Thấy không? Thấy rồi. Cá ra luôn rồi. Nhóc dưới kìa. Trời ơi, chở chì ông ơi. Ui, cá ơi, cái gì bự kìa. Trời ơi, cá bự. Ủa nhóc luôn. Nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều, nhiều cái to lắm. Nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều lắm. Nè. Dữ dằn lắm. Đó, quá trời luôn. Để nguyên hiện trường. Ngồi xuống lấy tay thanh đi làm hình nền chứ. Vậy thôi kìa. Anh ngồi xuống. Nó lâu được chạy. Bởi tao nói mày cái chạy này vậy nó lâu lâu trúng cái. Xe im gu ha, để chút nữa ngon rồi. À, ông phải nè, ông quăng chài động chút nữa ngon ha. Ừ, tôi đá rồi nè. Vô cái này nè, ra mớ rồi nè. Ơi, ơi. Cái chị nằm bên này mưa. Thì bởi vậy nó trống. Này nó lăn lăn dưới, nó cào dưới. Ừ. Cái nó ra, con nào ngay đây được thì ra. Ừ, đá anh em ơi. Đá thật chứ. Được, cái trời này trúng. Rồi nó cái bến này nó vậy đó, nó lâu lâu nó trúng phải. Bởi vậy, trúng gì mà không biết thu hoạch gì ta. Ở dưới này nữa này Linh ơi. Để nằm ở dưới nè. Ừ. Nè. Tôi đã quá đã luôn. Trời này quá đã luôn. Ừ. Mày im ru ha. Ừ, ru, đồng tin vậy. Kéo lên thì mình thấy tới viền này rồi mà nó chưa thấy mày cá thấy không? Con nghĩ nó thuốc đi tắm. Con nghĩ nó thuốc đường kia cá chạy xuống đây nè. Đâu chạy nổi nó vậy chứ cá chạy thuốc nó bị gì nó. Đâu có. Nó ngáp. Nghe hơi là nó giọt liền chứ. Chạy đâu? Chạy số chạy chứ. Chạy mấy con gần gần ở đây. Đó. Thì khi nó bí đường nó chạy không thoát nổi thôi. Thầy khá này nha, có lý nha. Lý. Thầy được chụp bến gì ngon quá. Trời ơi, vậy cái này được năm chài vậy là thôi về được rồi đó. Ừ. Vậy chú bố. Ừ. Rồi lụm cá đã luôn nè. Tủng chưa hết gà đó nha nè, không lẽ là cá to đó nó gịch đó chú, có gịch một cái nhẹ thấy không. Ừ. À, không hay tao, tao tưởng đâu cây, tao nói mày đó có gịch một cái cây. Cá nó gịch khác cây không ơi, gịch hơi nhẹ khó biết. Cá này nó hơi khó biết, cái cá cóc thì dễ biết. Trời. Cá cóc nó tung mạnh lắm. Cá cóc nó vậy nó kéo nó ghì chừng nào mà ông kéo nó lên thôi đó. Bây giờ phải rửa cái chài cái chứ để nặng hồi quăng không nổi nữa. Dưới vô nặng quá quăng không nổi. Vậy chạy dài đường dưới coi xem sao nè. Ừ, ba bến không lẽ không chạy được bến nào. Ừ, chắc được đường bến chứ không lẽ. Cái bến này cho cái gì gió có ổ không? Có. Chạy được bên đó chắc luôn. Ừ. Thì dưới nó trà cho thể trống rồi làm được chưa đi. Muốn tôi vũ cá ra trước rồi gỡ gác sao cho anh em xem nó nhanh nhanh chút phải không anh em? Không ghê quá anh em ơi, không vũ làm đi, không vũ gì cái rồi đó đừng bên giò mà nhắc kìa. Chà, trong cỏ này phải lụm kỹ nha. Ba cá tôi đã quá. Bốn con. Cái gì? Nhìn nha. Đã. Bây giờ thôi. Giờ cá nào trong đây lụm nó lo là kiếm nè. Giờ ổng không có đem lên lộ nữa anh em ơi.
Đây mình lộ mất công khoe đã thấy. Thấy cái đường này ông bỏ thêm vài bến nó ngon quá. Trong Khoa đâu đó. Bến sau á. Con nó không dễ dãy là xảy là mất rồi thấy không? Đây nè ông ơi, còn chưa môi lên mà. Ở dưới nó nhúc nhích nó trời ơi tôi đây nè. Trời. Thật chưa? Rồi. Ý. Ôi. Trời đã đá. Đá nè không? Có đá không? Quá đã luôn. Ăn thêm được một chài. Bây giờ tiếp theo anh em ơi. Lẹ lắm. Không kịp rồi. Kịp. Chạy quá nhanh. Rồi quăng đi. Quăng đi. Trời gì nữa trời. Tụm này luôn, tụm này ừ. Hai chú cháu làm liều. Ê thôi, vô cầm ư, vô cầm ư. Vô cầm ư. Chưa. Nói lùi mà có khá. Còn là anh em có lực bình nó trôi vậy nè. Quý vị thấy chưa? Thôi nè, chậm chừng một giây thôi. Một giây là có quăng cái bến này luôn. Có cái bự á, nó mới lên á. Có lực bình nó ít kéo lên luôn à. Một giây nữa ông khỏi quăng luôn. Rồi, cái chạy cuối cùng luôn rồi. Hả? Chạy cuối cùng luôn á. Chạy kia khỏi quăng luôn hả? Ừ. Nó vậy đó. Vậy sao? Nhìn khi có cơ hội y gì nữa rồi sao? Có không? Không luôn. Ngắt rồi. Rồi xong luôn anh em ơi. Chạy này nghỉ. Kết thúc video đây luôn. Có tống chim luôn lên. Không. Mà không biết là có treo chì không nãy cũng không. Bởi vậy. Ở ngoài ăn thua ở ngoài đó đó. Nãy cũng xém mém như cái bụi lục bình đó. Rồi sao lục bình nó trôi nhanh dữ chú? Nè. Gió. Ừ, có gió vừa nữa. Nước chảy vừa gió nữa. Ừ. Cái này là thịnh bườm chú gió mà. Ừ đúng rồi. Này có con cá bự lắm đó. Con cá bự trào lên rồi đó mà nó còn không hay nó gai rồi nè. Bởi vậy. Ở trong đúng là anh. Một giây nó hà thấy không? Cái này là không có bắt chài luôn cái gì. Bợ lên hốt rồi quăng luôn chứ không có bắt được luôn. Chứ gặp Linh là rồi rồi. Đấy, gặp may là dễ gì kịp. Tại lát chờ cơ hội khác ông chứ làm gì không có cơ hội nào nữa. Kìa coi thử coi có không? Có chứ không? Không bao giờ luôn, có chút đợi tới chiều á. Ê có khác kìa. Có nó tung tung nè. Tao nó tung tung lên đâu. Đừng ngáy. Làm gì sang kia. Ê. Trong. Hả? Đâu rồi, cái bự đâu rồi? Nãy nó trào lên mà. Con nè. Rồi mấy cá bự rồi anh em ơi. Con nằm đóng không? Đây là bình anh em. Con cá quá. Nè quá. Tỉnh tỉnh luôn đi. Hát số. Có gì đâu. Làm gấp gáp quá nên là hồi nãy có con đó hồi nãy mình thấy mày. Đâu phải con đó ông ơi. Nãy mình thấy cái mày dinh mà. Em dánh mày dinh gì bự lắm. Có rồi. Con mày qua với hai cá trắng. Thử ra đâu giờ chơi ơi. Đây giờ lực bình rồi nè. Mệt đâu. Gấp quá thì mệt chứ sao. Chạy mệt quá. Được rồi, được mấy con. Bắt cá lại đi. À con gì ha, thì nè vũ như sơ cái hả? Ừ, ngon con 13. Không có cây vũ lẻ lắm. Bết con. Hai con hay gì ha? Ba con. Con chú cá trồng cà phê nè. Rồi, ông không dám cá nữa anh em ơi. Thà ông bao ly cà phê chứ ông không dám cá.
cà phê có tình có nghĩa hơn. Sao ông tặng Linh 2 tỷ nữa? Đâu à? Tỷ 8 à. Trời ơi, tỷ 6 chứ, tỷ 6 thì sao? 8 à. Ủa, nhớ ba con rồi mà ta. Trời, cá là Linh thua rồi. Rồi thôi giờ hiểu. Vậy, vậy một con cá nhỏ nữa. Còn một con cá nhỏ gớt rồi. Hoặc là nằm trong con lục bình á. Bỏ đảm chút luôn. Nói trời chứ gì nhắm có cơ hội không bạn? À, hai con. Hả? Đâu lại đắng coi. Không có, chắc không không đâu chứ. Bởi vậy, có lắm. Ừ. Nó cứ túng cái này y như là túng số vậy đó. Ừ. Chết. Nó to vậy mà nó quăng được cái trà là cũng dạng như trúng số vậy. Mừng hả? Nó khó vậy đó. Nó khó trúng vậy đó. Thôi vậy kết thúc luôn đi. Mấy chài, mấy chài đăng mấy chài. Mà cũng ngon đó. Mà tôi giờ mặt mày xanh lè hết rồi. Làm sao? Coi cá chưa? Thôi. Rồi, bây giờ tạm biệt quý vị ơi. Coi như cái buổi phụ này thì cũng được. Cũng thắng lợi cũng hai ba chài cũng đỡ. Thắng lại buổi chiều đi, nếu mà buổi chiều có nhã hứng thì sẽ tiếp tục làm clip nữa hả? Còn không mấy thì thôi. Rồi lấy ạ. Rồi nói chung thì cũng được mấy chài anh em. Kết thúc video đây nha, hẹn cô bác anh chị lại video sau. Thì Linh cũng có thêm cái nghề bắt ong nữa đó. Cô bác anh chị nào mà nhà có ong á, cần bất chia thì hãy liên hệ với Linh nha. Linh sẽ để số điện thoại lên màn hình. Đâu ạ? À? Ông tiếc cái bến nặng anh em. Không có được đâu. Có đâu. Thôi về. Cô nói ghé ổng uống trà chứ quên. Đó, lục bình vậy đó anh em. Rồi ông quay xe rồi. Ông quay xe là đã biết rồi nè. Rồi ông này trở lại rồi nè. Con nói không được cười à.